Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 trong năm nay trên Biển Đông, có tên quốc tế là Malissi. Do ảnh hưởng của bão, thời tiết trên nhiều khu vực Biển Đông tiếp tục diễn biến xấu. Vào lúc 16 giờ, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 sẽ di chuyển theo hướng bắc đông bắc khoảng 10 km/h và đến 4 giờ sáng ngày 1 tháng 6, bão sẽ nằm trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó, bão giữ nguyên hướng và di chuyển tốc độ đi vào đất liền với khu vực phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu của bão số 1, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh, gió cấp 8 giật cấp 10, sóng biển sẽ cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tại khu vực phía đông và khu vực phía bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Trở lại với thời tiết đất liền, Bắc Bộ mưa đang giảm nhanh đêm nay, thời tiết mát mẻ và dễ chịu với mức nhiệt chỉ từ 24 cho đến 26 độ. Sang ngày mai, trời có nắng trở lại nhưng cường độ không mạnh, mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực sẽ khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho những hoạt động ngày cuối tuần. Với khu vực Trung Bộ, những cơn mưa dông cũng giảm dần. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nay, sáng mai còn mưa nhưng lượng mưa giảm dưới 15mm. Sang ngày mai, hầu khắp miền Trung cũng sẽ có ngày cuối tuần với thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ với nền nhiệt từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, những cơn mưa dông do gió mùa Tây Nam đưa đến cũng đang giảm dần. Vì thế, diện mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều giảm, còn ở mức rải rác. Trong ngày thì nắng yếu, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực Tây Nguyên duy trì mức dễ chịu là từ 30 đến 33 độ, còn ở các tỉnh thành Nam Bộ là từ 33 cho đến 35 độ. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 31 tháng 5 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.